good day. One shot? Come on! Somebody's hacking. They're hacking in this game. I feel it. Nie szukaj tam od tamtej strony, tylko od linii. Odejdź po prostu od linii, jak nie będziesz miał... Tylko uważaj na tower! No właśnie, dlatego chciałem od tyłu wjechać. Aj, uciekł. Dupa. Te. Oh my god! Get him! Woo! Do it, hook me. I'm ready. I'll fight both of you. Let's go. Wait. I messed up. Oh, I did mess up. But I'm season sixing, bro. Nah. Julio que ocultaba con la R. Pero no me di cuenta, no sé. ¿Qué? Nah, pero Riot, boludo, sos.
Karen. What? How did all of you die? Yeah. Okay, that sounds like a you problem. Wait, this is not fair. I'm not waiting 20 fucking seconds. I literally... Baron actually just fucking regen. Wow. Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một vị tướng không hề bị giảm sức mạnh nhưng tỷ lệ thắng lại tụt một cách thảm hại ở cái phiên bản 11.21 này nha. Thì theo những con số thống kê ở thời điểm hiện tại thì Revenge chính là nạn nhân lớn nhất của cái phiên bản 11.21 dù vị tướng này không hề bị giảm sức mạnh. Cụ thể thì theo chuyên trang Littlecraft thì Revenge đang đứng đầu những tướng có tỷ lệ thắng tụt giảm. Đó là tỷ lệ thắng bị trừ đi 3.6% so với phiên bản trước. Thậm chí thì trang U.GG thì Revenge ở phiên bản 11.21 là tướng thuộc dạng D rất yếu so với các phiên bản trước là dạng S tướng mạnh. Vậy điều gì đã khiến Revenge ở bản 11.21 rơi vào tình trạng bi đát như vậy? Câu trả lời nào ở việc Riot đã giảm sức mạnh quá nặng cho cái chì hấp huyết và khiến cho ngưỡng sức mạnh một trang bị của Revenge trở nên cực kỳ thấp. Không chỉ riêng Revenge mà những tướng đấu sĩ sử dụng trang bị này đều bị ảnh hưởng như Zed, Jeremiah và Azog. Về cơ bản thì ở bản 11.21, Riot đã loại bỏ hiệu ứng tăng 0-15 sức mạnh công kích dựa trên máu đã mất của cái chị hấp huyết. Nội tại này trước kia tỏ ra cực kỳ mạnh khi có thể cung cấp cho tướng sử dụng một lượng sức mạnh công kích cộng thêm lớn. Nếu bạn gặp nguy hiểm thì có thể kích hoạt để hồi phục và trang bị này vẫn đảm bảo khả năng sống sót. Không dừng lại ở đó, hiệu ứng này còn kết hợp hoàn hảo với ngọc chốt chặn cuối cùng của các đấu sĩ thường sử dụng. Đối với Revenge, những thay đổi trên đã làm giảm lượng sát thương đầu ra của vị tướng này vì cái bộ chiêu thức của cô tương tác rất mạnh với chỉ số sức mạnh công kích cộng thêm. Những chiêu thức như WE đều có tỷ lệ tương tác với sức mạnh công kích cộng thêm là 100%. Ngay cả sát thương của pha chém gió từ chiêu cuối thì cũng tương tác với 60% sức mạnh công kích cộng thêm. Rõ ràng với dạng đấu sĩ cần tung chiêu nhiều và liên tục như Revenge, việc giảm sức mạnh của cây chì hấp huyết đã khiến cho vị tướng này trở nên rất là yếu ở đầu. Hơn nữa, điểm yếu của cô nàng còn nằm ở việc vị tướng này không phù hợp với các trang bị thần thoại khác. Các tướng của cô yêu cầu phải mua một cái trang bị thần thoại vừa cung cấp máu, khả năng hồi phục, lẫn sức mạnh công kích cộng thêm, và trong số các trang bị thần thoại đó thì chỉ có mỗi cái chì hấp huyết là có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Và một cái tin vui là ở cái bản 11.22 thì cây chì hấp huyết được tăng sức mạnh. Nhưng cái thay đổi này của Riot nhiều khả năng chỉ cải thiện được từ 0.5-1% tỷ lệ thắng của Revenge, chứ không thể nào giúp vị tướng này trở lại một cách mạnh mẽ như cái phiên bản 11.20 trước đó. Nói tóm lại thì nếu được ở cái thời điểm hiện tại thì anh em nên né con Revenge ra, bởi vì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều nên khá là yếu ở thời điểm hiện tại. Nếu anh em nào muốn leo canh một cách hiệu quả thì hiện tại thì hạn chế sử dụng con Revenge, hoặc là anh em chờ tới phiên bản 11.22 rồi sử dụng nó sẽ hợp lý hơn. Còn theo anh em thì Revenge ở phiên bản hiện tại có bị yếu đi hay không? Hãy để lời bình luận của anh em ở dưới phần comment nha.